chín mấy? 97. 97. Sao vậy anh? Nhìn như nhìn mặt tao không tin thì sao? Sao mặt em nhìn như 79 em ơi? 97. Anh 79 là anh nghe đó, anh nghe 79. Nó nghe 79 cũng còn nói khách á. Đâu vậy hả? Này trước công nguyên về. Ủa? Dạ. Dạ xin chào quý quan khách. Ủa em làm hướng dẫn viên ở đây hả? Dạ đúng rồi, hiện tại thì công việc mới, em là mới về đây thực tập. Dạ. Rất vui được đón tiếp chú Bảy với con trai chú ạ. Ủa? Làm mặt già quá. Thì râu đóng sư viên tưởng đi đám cưới ngồi xuôi. Đúng rồi. Em thực tập ở đây hả? Em thực tập ở đây. Thực tập mà mách cấp đậm với em. Không, tại vì quy tắc ở đây là mình đón khách thì mình phải đẹp đẽ. Đó, khách đẹp đẽ thì mình phải đẹp đẽ theo. Nhưng mà ngày hôm nay là Phụng làm cái gì ở đây? Nhiệm vụ Phụng là gì? Dạ, đến đây đón hai anh thôi. Xong rồi lát dẫn đi tham quan. Dạ, dẫn đi tham quan. Rồi giới thiệu từng ngõ ngách trong này luôn. Dạ không, ngõ ngách thì người khác. Là mình không rành hay sao? Đúng rồi, tại vì mới nhận thực tập đây về mà chỉ mới biết ngoài cổng thôi. Cái này là người ta gọi tiếng Anh gọi là tour gì, tour gay. Tôi ghét. Phát đã thắng trò chơi này rồi thì Phát có muốn thu nạp thêm một đồng đội ngày hôm nay không? Người ấy sẽ giải trí cho Phát bằng những câu cải lương thiệt là hay, thật là ngọt ngào trong lúc tham quan. Thì em có tài năng gì không Phụng? Dạ tài năng của em thì hiện tại là ai có tài năng sao thì em có tài năng vậy. Em là máy photocopy à? Dạ em là copy phiên bản là ai sao em y chang vậy đó. Ai tài năng sao là em có thể làm như em vậy? Em có thể làm y như vậy. Có một cái khả năng giải trí gì cho đồng đội của mình không? Kiểu như là bây giờ là đang đi phỏng vấn xin việc làm. Bây giờ anh với đạo dự là hai người như là bộ phận phỏng vấn. Dạ. Hôm nay tham gia chương trình gì biết không? Dạ bữa nay là mình tham gia chương trình là đi đó đi đây. Em ở đâu vậy? Dạ em từ Cà Mau lên ạ. Em sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 1997. Ồ em vô nghề được mấy năm? Chín mấy? 97. 97. Sao vậy anh? Nhìn như nhìn mặt tao không tin thì sao? Sao mặt em nhìn như 79 em ơi? 97. Anh 79 là anh nghe đó. Anh nghe 79. Nó nghe 79 cũng còn nói khách á. Đâu vậy hả? Này trước công nguyên về. Cái khả năng đặc biệt của em là gì? Dạ khả năng đặc biệt của em là dựng chuyện. Là viết kịch bản phải không? Viết kịch bản. Dạ đúng rồi. Dạ đó, làm này đó đi nọ. Còn dựng chuyện là nghe sợ lắm em ơi. Còn cái những cái tài lẻ tài phụ của em. Dạ tài lẻ của em thì em có thể diễn xuất. Em có thể ca múa vũ nhạc kịch. Bây giờ Phụng hát một cái điệu lý đó nó nghe thanh tao sẵn quá gì vậy? Sao mà khờ quá, tuyển dụng mà khờ quá. Sao vậy? Đây là sở trường là hát rồi. Mình kêu hát kiểu như là như ăn cơm bữa quá đơn giản. Mình phải làm khó lên. Làm khó lên. Bắt làm gì giờ? Em tự diễn nét ác hả? Trời ơi, tưởng đang trong hậu cung không á? Đâu, mình nhà tuyển dụng mà, mình là cha là mẹ mà. Em, dạ. Công ty anh là cần ngoại hình cho nên là vô đây để anh kiểm tra coi là có đủ tiêu chuẩn không. Vô đây em là tham gia show hay là bị... Đâu em đi tuyển dụng mà em nói tuyển dụng mà cưng. Tuyển dụng hả? Rồi đó, ngày hôm nay em đến với bảo tàng y học cổ truyền thì em có hứng thú với công việc mới của này không? Dạ hiện tại thì em rất là thích. Lần đầu tiên em được trải nghiệm về cái việc là mình đi vô một cái nơi gọi là bán quá nhiều thuốc như vậy. Ủa chưa em ơi. Hả? Giờ là chưa xử xong cái chuyện đó là em muốn về đội của ai nữa. Đang tuyển dụng mà đi. Rồi giờ là một trong hai người nè. Đó, dạ. Phát chứ dự. Giờ em quăng miếng nào mà cho tụi anh cười, ai cười trước thì em sẽ về đội người đó. Ok. Áp lực quá vậy. Đúng rồi. Giờ mình, ơi. Giờ mình trước hai danh hài mình áp lực quá. Tụi tôi dễ cười lắm. Đang cười sẵn nè. Dạ. Ý trời ơi. Tiêu Minh Phụng. Đó chứ ai nữa. Rồi đó anh cười rồi đó. Ủa chưa mà em chưa nói mà. Không em bước qua đây là em đã bắt đầu tiểu phẩm rồi. Tại vì có chữ Tiêu Minh Phụng dạ. Nó chấm công hoại của Dự rồi. Quá lê. La Phụng đã giờ đã làm giữ cười dạ. Rồi. Có đang cảm giác gì không? Không anh. Phát anh đang ruồng bỏ em đó. Không phải ruồng bỏ tại vì tôi có quyền. Muốn em về đội bằng mọi cách đẩy Phụng qua bên Dự. Dự ơi, tôi có quyền mà tại vì tôi thắng ở cái trò chơi kia. Cho nên là tôi bây giờ nếu mà tôi ép thì tôi là Dự phải bắt buộc phải lấy tôi Minh Phụng luôn. Đó để anh. Tôi chơi thi thử. Nhưng mà nói chung từ nãy giờ khán giả chưa thấy được cái độ hài hước của Tiêu Minh Phụng. Giờ vậy là thử qua một miếng xúc sắc đi, trước sau gì cũng về đội Dự thôi. Về quăng một miếng rồi nè. Đúng rồi. Vậy đợi em tí xíu nha. Em làm gì vậy? Em làm tiểu phẩm. Vô đợi tóc giả không? Đợi em nha. Không có cười nha.
Coi chừng sợ quá chạy về nhà luôn rồi đó. Sợ quá thúc lắc về luôn rồi. Dạ rồi em mới thấy anh Phát cười. Không biết nữa, không có nhớ. Anh mới cười luôn á, cái em khúc mà thấy bút bút ráp về. Anh đang cười Minh Dự. Anh, cái em là... Anh. Anh cọc quá em. Trời, người ta chia ra mà anh cười. Em kiểu là anh là... cũng yếu nghe. Đúng rồi, tự nhiên nói ê, có chuyện bút ráp về luôn. Đó là cười rồi. Cười rồi. Đó là cười là tôi tự tôi nói tôi cười chứ tôi đâu cười mình. Không anh, nè anh có coi nhiều chương trình không? Chỉ cần bấm nút thí sinh đi vô, ở ngoài này cười là tính điểm. Ôi tính ra nó sơ hở nó rình rập. Nghe thôi nói nghe nè. Sao? Nó phải canh những nụ cười tự phát của hai đứa mình chứ nó làm mình đâu có cười. Nó làm theo nụ cười. Đúng rồi. Thôi giờ nói chung là tội nghiệp em nó. Tôi sẽ sử dụng cái đặc quyền của đặc người chiến thắng. Đó chính là tôi sẽ quyết định số phận của team Minh Phụng về với đội nào. Quyết định đi, quyết định đi. Thì tôi từ trước tôi cũng đã được đồng hành với lại Năm Trà, Tà Văn Thịnh rồi. Thì thấy Dự cũng neo đơn. Không, tôi không có neo đơn. Đó, neo đơn. Thấy đuổi thủi của mình thấy thương quá. Cho nên là ngày hôm nay tôi quyết định là cho Dự có thành viên mới trong đội của mình. Trời ơi, đâu có ai sống thiếu ai mà chết bao giờ, hiểu không? Đó. À, hai anh ơi, thấy nếu mà thí dụ mà không thích em về đội của mình á thì có thể nói em có thể đi về. Dạ, từ đây bắt xe về nhà em cũng gần. Nói chứ là thấy em cũng quê nên vậy với anh nha. Chứ em thấy hai anh cứ đùng đẩy qua, đùng đẩy lại. Thôi em đừng nói vậy, không em phải. Chỉ nhà em là để em bút ráp nè. Bây giờ Minh Dự sẽ cắn răng chịu đựng chấp nhận Tiêu Minh Phụng về đội của Minh Dự nha. Anh không cần cắn răng đâu, bình thường cũng đã cắn rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa vậy là thấy khai thác cái bộ răng rồi đó. Chúc mừng Tiêu Minh Phụng đã về đội của Minh Dự. Ngay bây giờ xin mời các bạn lên nhận lấy hành trình ngày hôm nay. Nhận phong bì. Ai nhận? Em ơi, em là gà mới đó em. À, em tưởng là thường là hai anh phải nhận chứ. Ủa? À, em kéo ra có cái menu lịch trình ngày hôm nay. À, chào mừng các bạn đã đến với hành trình mang tên 19 ba chấm hồi đó. Dưới đây chính là những địa điểm và trải nghiệm mà các bạn cần thực hiện. Một là đi cùng năm tháng, hai là hơi thở của thời gian, ba là tìm về ký ức xưa, bốn là chiêu đãi. Vậy là tôi biết là mình sẽ gặp gỡ ai rồi. Ai? Anh Năm với chị Thang. Sao vậy? Là mình đi cùng năm tháng đó. Trời ơi, sàn quá à.